anh chị là ngoài cái máy Galvanic này nó có công dụng làm mặt, làm tóc, làm và còn thêm một công dụng mà giúp cho anh chị làm body mà mình làm ở trong tiệm đó, cũng giúp cho mình thêm những cái new service, những cái income thêm. Ví dụ như bây giờ thì tôi sẽ nói qua cái wrap tay với lại wrap cái body. Tay thì mình chỉ làm hai cánh tay này nè, hai bên. Thường thường Mỹ mấy người lớn tuổi đó họ hay bị nhão cái thịt chỗ này, vì vậy mà mình tập trung mình làm hai bên cánh tay. Mà nếu mà cái số tiền sản phẩm mà mình chạc theo như tôi biết đó, thì nhiều tiệm họ chạc chừng hai bên cánh tay này là 20, mỗi bên là 10 đồng. Mà tại sao tôi nói 10 đồng là tại vì hai cái gel này anh chị mua wholesale á, một cái là 30 và một cái là 10 đồng, là 40, cái tiền sản phẩm là 40. Thì như vậy anh chị làm 20 đồng không có bao nhiêu gel hết á, có nghĩa là cái tiền vốn của mình bỏ ra hai tip này sẽ làm ít nhất cũng phải trên 20 người, treatment cho 20 người. Và hai cái gel này mình cũng áp dụng vô hai chỗ cái mu bàn tay, là sau khi mình làm manicure đó thì mình cũng dùng cái hai cái gel này mình chạy máy, bên này 5 phút, bên này 5 phút là 10 phút. Hoặc là sau khi anh chị không phải làm manicure mà anh chị làm móng solar nail hay bất cứ móng bột cho người ta rửa tay sạch sẽ đi, thì anh chị cũng làm một động tác y như vậy hai với hai cái gel này. Thì anh chị nghĩ đi, tôi chạc ở tiệm tôi là 12 đồng manicure và 13 đồng cho hai cái này, thì như vậy là 25 đồng. Còn nếu mà làm móng bột thì mình có thể chạc 15 đồng cho hai cánh tay. Anh chị vẫn có thể lời rất là nhiều, tại vì hai cái tip này làm rất là nhiều, mình không có bỏ gel nhiều. Và đồng thời thì làm cái bụng. Bây giờ trước mắt đó là tôi sẽ chỉ làm cho hai cái bắp tay mà khi người ta bị chảy xệ. Anh chị đừng có lầm lẫn với body wrap nha. Body wrap á, thì nó làm cho detox những cái, sau khi làm body wrap rồi đó thì nó làm cho mình cảm thấy khát nước, rồi mình uống nước nhiều, sau mấy ngày đó nó làm cho detox theo cái đường tiểu của mình, vì vậy nó làm cho mình xuống cân. Body wrap là xuống cân, nhưng mà anh chị đừng có lầm lẫn với cái máy này, không phải là xuống cân mà chỉ làm săn chắc những cái chỗ thịt bị chảy xệ. Nó khác với body wrap, tại vì nhiều người họ cứ nói là body wrap chứ không phải, mình phải đừng có lầm lẫn cái đó. Cái này nó chỉ làm săn chắc thôi những cái chỗ mà thịt mà bị nhão, ví dụ cái bụng mà nhiều khi mình lớn tuổi hoặc là mình săn nhiều thì nó cũng bị, có những cái thịt nó bị xệ đó, thì mình làm nhiều lần nó sẽ có kết quả ha. Trước khi anh chị làm thì anh chị cũng dùng cái khăn nóng đó chùi sạch những cái mồ hôi hay là những cái gì nó bám trên cơ thể của khách hàng. Rồi anh chị apply cái body shaping gel trước. Sau đó anh chị apply eye dance. Trong cái máy này nó set up cho mình số 4 đi 5 phút. Cái tay cầm máy anh chị phải ướt. Này. Thì cái tay với lại cái body anh chị đi nó dễ dàng hơn cái mặt, tại vì khi mà làm mặt á, thì mình phải đi theo chiều, nhưng mà cái body này anh chị đi rất là dễ, không cần gì phải theo chiều, chỉ đi lên đi xuống hoặc là đi dọc như thế này. Nhưng mà anh chị nên tập trung những cái chỗ mà thịt nó bị chảy xệ như thế này nè, ví dụ như dưới này anh chị đi nhiều một chút nè, hết tay luôn, hết cái vòng tay, nhưng mà mình cũng phải vẫn tập trung với những cái chỗ mà thịt nó bị chảy xệ như thế này ha. Đi 5 phút mà nó dễ đi hơn mặt, mặt là phải theo chiều, nhưng cái này thì đi sao cũng được, đi lên đi xuống dễ lắm. Rồi sau 5 phút thì cái gel nó sẽ khô, nó không còn ướt như vậy đâu, cái gel nó rất là khô sau 5 phút treatment. Sau đó thì anh chị mới apply body contouring lotion, anh chị apply lên. Anh chị dùng cái wrap như thế này. Cái này mình mua ở Walmart hay Office Depot đều có.
tiếp tục qua bên Tây kia để làm. Thường thì mình giữ cái này bao lâu? Thường thì nếu mà khách hàng tới làm chân hoặc họ muốn làm cái này thì mình nên làm cái này trước, rồi sau đó mình làm với cái sơ việc khác trong vòng 20 phút hay là nửa tiếng mình gỡ ra. Và anh chị được thêm cái này, ví dụ như bây giờ mỗi cái này thì mình phải treatment mỗi tuần nha, nhưng mà sometime khách chưa chắc nó tới mỗi tuần đã làm, thì mình có thể mình đề nghị với khách hàng để mình bán cái sản phẩm này, tại vì cái phải thoa thường xuyên mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng. Còn body contouring lotion, cái này nó có thể trị những cái cổ mà bị double chin đó, có thể thoa mỗi ngày nó cũng giảm được. Rồi tập trung những cái chỗ thịt chảy xệ, ví dụ như cái tay hoặc là cái bụng, thì mình recommend người ta là xài mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, rồi mỗi tuần tới treatment cái máy một lần. Nếu người ta có tham thì nó work hơn, còn nếu người ta không có thì có thể người ta dùng dài hạn cái này nó cũng work. Mà dĩ nhiên có máy thì nó phải work hơn. Giống như một cái facial của mình là phải treatment tại tiệm với cái máy, và đồng thời khách hàng cũng phải có home care. Chứ nếu mà 2 tuần tới làm facial lần mà không có home care thì tôi nghĩ cái nó work cũng không có nhiều đâu. Cho nên mình phải kết hợp với nhau. Vì vậy mà mình có thể bán được cái này rất là chạy sau khi mình treatment cho người ta. Bây giờ thì mình sẽ làm cái body cho khách hàng. Thì làm cái body á, thường thường á, tại vì trong máy này nó set up cho mình có 5 phút thôi, thì anh chị nghĩ 5 phút đâu có thể nào làm cái bụng được. Vì vậy mà tùy theo cái dòng bụng, ví dụ như những cái người mà họ hơi lớn một chút á, thì mình cứ 5 phút thì mình mua làm 30 phút, tức là mình bấm lại 6 lần, mà mình tăng nữa là 40 phút thì mình bấm lại, tức là sau 5 phút thì nó hết thì mình bấm lại 5 phút tiếp. Thì thường thì tôi làm cái bụng á là 30 phút, có nghĩa là mình bấm 6 lần là 30 phút trích mình cho một cái bụng. Nhưng mà cái đó là dùng bụng vừa thôi nha, chứ mình lớn nữa thì phải bấm thêm. Thì tùy cái số tiền đó mà mình trả. Thường thường mà tại tiệm tôi làm 30 phút là tôi lấy 50 đồng. 50 đồng cho trích mình cái bụng. Đã. Rồi, thì cũng khi mà mình làm cho khách về bụng á, thì dĩ nhiên mình phải có cái phòng nói người ta cởi áo ra. Làm từ đây và xuống tới đây một chút xíu nữa. Ha. Thì phải cởi đồ trong phòng, phải làm trong phòng. Xíu nha, không nhiều đâu. Sau khi nó hết rồi mình bấm lại nữa nè, mình bấm tiếp lại rồi mình đi tiếp nữa. Có nghĩa là mình đi 6 lần hay là 8 lần tùy theo dòng bụng, và mình cứ đi theo hàng rào. Ha. Sau khi đó, sau khi hoàn tất rồi, mình cũng bỏ cái contouring lotion này lên. Có nhiều tiệm nó chạc 60-70 đồng tùy theo cái chỗ, cái location của mình làm. Nếu mà khách mà ấy thì mình có thể làm cao hơn. Mình massage nhẹ cho người ta với cái solution đó chừng một vài phút, chừng hết 5 phút massage nhé, 5 phút massage bụng cho anh ta. Rồi sau 5 phút massage thì mình nói khách hàng đứng lên cho dễ ráp hơn là nằm. Nằm đôi khi người ta phải khó chịu khi mà ta ưỡn lưng lên như vậy này, biết không? Để nằm người ta cứ một lần ráp thì phải ráp hết, người ta ưỡn lưng khó chịu lắm, người ta không có chịu được. Cho nên để khách hàng đứng dậy rồi ráp vừa thôi, chứ người ta thở không được đó. Ráp vừa thôi, nhưng mà quan trọng là do cái thuốc nó deep vô trong cái body người ta mà nó work thôi, chứ không phải là mình ráp chặt mà nó work. Và cái ráp này đó, anh chị có thể để cho khách đi về nhà sau một tiếng đồng hồ họ tự cắt ra, phải từ một tiếng cho tới 2 tiếng. Còn nếu anh chị muốn làm ở nhà mà người ta có máy ở nhà thì mình làm rồi mình ngủ sáng dậy cũng được đâu sao đâu. Nhưng mà đừng có ráp chặt lắm, có thể để mấy tiếng đồng hồ. Hoặc tại tiệm thì mình cho khách đi về trong một tiếng đồng hồ sau họ tự động họ tháo, cũng dễ thôi. Xong. Cho nên Nu Skin này vừa giúp cho anh chị làm có tiền mà vừa giúp cho anh chị đẹp. Why not?